các bạn kinh xem cách 24 giờ. CSFI đổ upside-down phá cách nhìn đỏ mắt của Baker Bạc Liêu. CSFI là mẫu xe số hồng không được đánh giá cao về thiết kế, nhưng bù lại chiếc xe được trang bị có động cơ bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu cao hơn, nên cũng không quá mắc bất ngờ khi đây chính là mẫu xe số bán chạy nhất của Yamaha trong những năm qua. CSFI đổ upside-down phá cách nhìn là đỏ mắt của Baker Bạc Liêu. Tuy nhiên, cái dòng xe này vẫn được các Baker chú ý đến và lựa chọn làm con chiến mã để phát triển đam mê chơi xe của mình, với các bản độ ra đời sau một vẻ ngoài cực kỳ đẹp, mang rất nhiều phong cách khác nhau, từ nhẹ nhàng đến hấu. Dàn đầu chiếc xe hút hồn hơn với cặp kính Jazz Ta Thắng Racing Boy V4, không quên nhắc đến bao tay Dino ngụ dẹp Cincy. Sirius còn được nâng cấp với đồng hồ Koso Uma Racing dành cho dòng Exciter 2010, với rất nhiều tính năng đo đạc và nhiều màu sắc tùy chỉnh theo ý thích người sử dụng. Góc nhìn nghệ thuật, cái trợ lực Collins đầy sang chảnh giúp cho đầu xe ổn định hơn trợ lồ cao. Khi dầu Morin xanh nhẹ nhàng hài hòa cùng với chụp cốt Cincy trước. Hay dầu Race Boy Hybrid màu đỏ là khá nổi bật trên cái nền vàng đồng của những món đồ chơi khác lạ. Phục upside down, chitty, đĩa gaffer, lồng nhôm xin xin vân. Khuôn ốc vàng lốc máy, không để sót con nào là xin. Chân chống xin xin nguyên khói với logo rainbow được khắc họa laser khá ấn tượng. Cản CV với phát lắp cái thùng CV sau là khá cứng cáp. Trang bị cái phục châm hà Thái Lan nhìn rất là đẹp. Chiếc xế độ lên cái bộ của Exciter 105 năm số cho chiếc xe thêm phần khúc hồn hơn. Nhìn ngắm em nó thật là sướng mắt. Exciter 105 độ ấn tượng khoe dáng của Baker xứ dừa. Và chiếc Exciter 105 độ kiện dưới đây đã có màn thay đổi nhẹ nhàng đầy ấn tượng, với một loạt bản đồ chơi kiện được trang bị làm cho chiếc xe trở nên cứng cáp, hầm hố hơn rất nhiều. Hàng ngày, hàng tuần, giới chơi xe trong nước đã chứng kiến không ít mẫu xe độ được trình làng. Thế nhưng mỗi chiếc xe độ lại cho đời nhiều nét đặc trưng riêng, mang chất riêng của chủ xe. Tương tự điều đó, một Baker đến từ Bến Tre đã gửi đến cho các bạn một phiên bản Exciter 105 độ cực kỳ chất của mình. Phần đầu xe độ không được thay đổi quá nhiều như những bản độ trước đó, nhưng vẫn giữ được cái sự cứng cáp với kính hậu Jazz, bao tay Exciter 110, Rurisma, tay thắng Racing Boy V2. Góc nhìn từ người điều khiển cho ta cái sự ổn định khi độ cao với bộ trợ lực Collins. Trang bị cái đĩa Abido ở trước cho xe thêm phần góc cạnh hầm hố hơn. Qua lăng lửa CNC, các chân Raider, phục Race Boy vân cho độ nhúng êm ái và dễ chịu hơn. Và không quên nhắc đến cái sự xuất hiện của bình dầu EM, Oppo Spark vân. Mẫu xe đơn giản nhưng cực kỳ cứng cáp. Cảm ơn bạn theo dõi clip này, là clip tiếp nhớ like, share, subscribe.